kênh Nhà Đất Việt Nam xin chào tất cả cô chú anh chị và các bạn nha. Mình đang đứng trên đường quốc lộ 22B ngay phía trước chợ Bông Trang. Ngay phía trước chợ Bông Trang. Đây chợ là bên kia đường nha cô chú anh chị. Đó. Thì bây giờ mình sẽ quay một cái miếng đất là ngay đối diện với chợ Bông Trang. Đây. Cái miếng đất là cái đường này nè cô chú anh chị, đường số 6 quốc lộ 22B. Đó, cái đường này số 6 là cái đường lọc đó. Thì đi vô có 20 mét là tới miếng đất đang cần bán bên phía tay phải, kế cái nhà màu trắng trắng đó cô chú anh chị. Đây, đường số 6 quốc lộ 22B nè, ngay khu vực chợ Bông Trang. Ở đây là xã Thạnh Đức, huyện Gò Dầu, tỉnh Tây Ninh. Thì cái đường quốc lộ 22B này xe cộ qua lại rất là nhiều luôn cô chú anh chị. Đó, cái miếng đất bây giờ mình quay là cách quốc lộ và cách chợ Bông Trang là có 20 mét thôi nha. Vị trí rất là đẹp luôn. Cái hướng anh chị đang nhìn á, đi lên cỡ chừng mấy cây số á là tới xã Cẩm Giang. Rồi đi lên chợ Long Hoa nha. Đây lên chợ Long Hoa là khoảng 16 cây, đi Tòa Thánh là 17 cây. Vô thành phố Tây Ninh Vincom á là 20 cây ha. Wow, đường quốc lộ xe cộ qua lại rất là nhiều luôn. Chợ Bông Trang là ngay bên kia đường nè. Bây giờ mình quay là 10 giờ rồi mà chợ vẫn còn rất là đông luôn ha. Còn cái hướng này là đi về thị trấn Gò Dầu, đi thành phố Hồ Chí Minh. Ở đây mình chạy xuống khoảng 500 mét là trường mẫu giáo, 800 mét là ủy ban xã. Rồi chợ Trà Giỏ nha. Chợ Trà Giỏ cách chỗ này là khoảng cây số rưỡi. Rồi trường cấp 3 Ngô Gia Tự, công ty Tiny Food. Thị trấn Gò Dầu lên tới đây là 14 cây. Còn bến xe An Sương, bến xe An Sương thành phố Hồ Chí Minh lên tới đây á là 60 cây. Đây là cảnh bên trong chợ Bông Trang này cô chú anh chị. Bây giờ mình quay là 10 giờ rồi nhưng mà chợ vẫn còn rất là đông nha. Thì cái miếng đất đang cần bán là đối diện với chợ Bông Trang, kế bên đường quốc lộ 22B. Cái vị trí rất là dễ biết luôn nha. Đối diện chợ là cái hẻm số 6, cái đường số 6 cặp bên hông của cái căn biệt thự nè. Thì bây giờ mình sẽ nói về cái diện tích và giá bán của miếng đất này nha. Chiều ngang á là 10m7, còn cái chiều dài là 22m. Tổng diện tích là 234m2, đã có sẵn 100 thổ cư, còn lại là cây lâu năm. Thì bây giờ em Tiên chủ đất bán miếng đất này với giá là 1 tỷ 230 triệu. 1 tỷ 230 triệu. Cái hướng này là đi lên xã Cẩm Giang, đi lên chợ Long Hoa, Tòa Thánh, thành phố Tây Ninh nè. Rồi bây giờ chúng ta sẽ vô coi miếng đất nha. Cái miếng đất là quay mặt về hướng căn biệt thự đó cô chú anh chị. Đất này là phong thủy tốt nè, hướng đông nam nha. Miếng đất hướng đông nam. Cái đường hiện tại là cái đường rải đá, cao ráo sạch sẽ ha. Cái đường này đường thông nha, mình chạy xích vô khoảng chừng 100 mét á là có ngã ba. Quẹo trái là nó quay ra lại đường quốc lộ 22B. Còn đi thẳng vô là cánh đồng lúa, rồi vô sông Dầm Cỏ Đông nha. Đây gần sông Dầm Cỏ Đông ha. Đây mình đi vô cỡ cây số á, là sông Dầm Cỏ Đông. Rồi miếng đất đang cần bán là cái miếng này nè cô chú anh chị. Chiều ngang là 10m71 á, còn chiều dài là hơn 22m. Có 100 thổ cư, còn lại là cây lâu năm nha. Đất hướng đông nam. Thì bây giờ em Tiên bán với giá là 1 tỷ 230 triệu. Ở nhà cửa dân cư nè, ở trong là có tập quá. Đó cô chú anh chị và các bạn thấy vị trí của cái miếng đất này rất là đẹp luôn ha. Cái đường quốc lộ 22B này mai mốt nhà nước còn mở bự nữa đó cô chú anh chị. Là mai mốt cái đường nó càng xích vô tới đây nữa là miếng đất càng gần với đường quốc lộ ha. Rồi miếng đất đang cần bán là miếng này hướng đông nam. Chiều ngang là 10m71, còn chiều dài là 22m. Tổng diện tích là 234m2. Em Tiên bán với giá là 1 tỷ 230 triệu. À, thì cái miếng đất này chúng ta có thể cắt được một hoặc là hai căn nhà luôn. Tại vì cái chiều ngang nó rộng đó cô chú anh chị.
Cái đường á, cái đường ở phía trước đất nè, hiện tại là cái đường rải đá. Ở trên sổ hồng á, ghi là cái đường hiện trạng 4m. Còn cái lộ giới á, thì từ giữa đường vô mỗi bên là 10m. Tức là cái đường này trên sổ hồng người ta ghi lộ giới là tới 20m. Nhưng mà mình nghĩ là 20m đó là quy hoạch cho tương lai đó cô chú anh chị. Còn nếu người ta mở rộng mở chừng 6 cho tới 8m là lên nhựa được rồi ha. Còn đường 20m thì hiện tại là chưa có khả thi. Tại hiện tại đi vô trong á là cánh đồng lúa rồi vô sông Dàm Cỏ Đông rồi. Cho nên là 20m chắc là phải mấy chục năm nữa đó. Nếu mà mở đường đủ 20m là sẽ cắt vô khoảng 6,5m cái chiều dài nha. Thì hiện tại chiều dài của đất là hơn 22m. Nếu mà mở đủ 20m luôn ha, thì khi đó chiều dài của đất còn lại là khoảng 16m nha cô chú anh chị. Đất đã có sẵn 100m² thổ cư, còn lại cây lâu năm nha. Từ bến xe An Sương thành phố Hồ Chí Minh lên tới đây là đúng 60 cây. Từ thị trấn Gò Dầu lên tới đây 14 cây. Chỗ này thì ngay kế bên chợ Bông Trang, quốc lộ 22B gần trường mẫu giáo. Rồi xích xuống đây chút xíu là có cái chợ Trà Giỏ. Đây Tấn sẽ quay cái ranh giới chi tiết của miếng đất em Tiên kêu bán nha. Từ ngoài đường quốc lộ đi vô 20m là tới đất ha. Đây ngay cây trụ ranh giới nè, có hàng rào xung quanh nha. Từ cây trụ đó ngang qua tới hàng rào B40 bên đây là 10m71. Còn chiều dài vô là 22m11. Đất này cái nền là rất là cao luôn. Cái nền nó cao hơn cái đường mặt tiền luôn đó cô chú anh chị. Cái nền nó cao hơn cái nền, cái đường mặt tiền luôn nha. Thì cái diện tích đất là đầu 10m71, ở sau đuôi cũng 10m71 luôn, đầu đuôi bằng nhau ha. Đất nền cao ráo. Đây nhà cửa hàng xóm xung quanh nè, nhà đối diện nè. Và căn biệt thự nè cô chú anh chị. Đó, căn nhà lầu ngay chợ Bông Trang nha. Cái đường này hiện tại ở trên sổ hồng ghi là đường đất rộng 4m. Đó, sau này nếu mà nhà nước ta mở bự lên cỡ chừng 6 hoặc là 8m đó, lên nhựa nữa là ngon lành luôn. Mai mốt cái đường quốc lộ người ta mở bự nữa là cái đường quốc lộ nó sẽ xích vô đây nữa ha. Còn cái hướng này nè, đi thẳng xích tới cỡ chừng 100m là cái ngã tư á, thì quẹo trái là nó quay trở ra quốc lộ 22B. Còn đi thẳng vô là có nhà cửa dân cư, rồi sẽ vô cánh đồng lúa. Và đi thẳng vô cỡ cây số là sông Dàm Cỏ Đông ha. Đây là gần sông Dàm Cỏ Đông nè. Rồi bây giờ Tấn sẽ quay sổ hồng cho cô chú anh chị coi nha. Đây là tờ sổ hồng của miếng đất đang cần bán nè cô chú anh chị. Chúng ta sẽ xem cái sơ đồ trước ha. Nhìn vô cái sơ đồ vuông vức rất là đẹp luôn. Đất này hướng đông nam nè. Là cái đường hiện tại là đường đất rải đá, ở trên sổ hồng ghi độ rộng là 4m. Còn cái lộ giới á thì từ giữa đường vô mỗi bên là 10m. Nếu mà sau này tương lai nhà nước mở đường đủ 20m á thì sẽ cắt vô đất là khoảng 6,5m nha. Rồi diện tích đất chiều ngang là 10m71. Đầu là 10m71, ở sau đuôi cũng 10m71 luôn, đầu đuôi bằng nhau. Còn cái chiều dài là 22m11. Đó, 22m11. Thì nhìn vô cái sơ đồ nè, nếu mà sau này nhà nước mở đường 20m thì sẽ cắt vô đất là khoảng 6,5m cái chiều dài. Thì khi đó chiều dài của đất còn lại là khoảng 16m. Đó thì 16m là cắt nhà vẫn rất ok nha cô chú anh chị. Thì đó là tương lai nha. Còn hiện tại là cái đường như thế này thôi. Địa chỉ ở đây là ấp Bông Trang, xã Thành Đức, huyện Gò Dầu, tỉnh Tây Ninh. Cái đường trước đất là đường số 6 quốc lộ 22B ha. Tổng diện tích là 234,6m², đã có sẵn 100m² thổ cư, còn lại cây lâu năm. Thì cái phần ghi chú nè, thửa đất có 70,3m² thuộc lộ giới quy hoạch.
của cái đường mặt tiền. Rồi Tấn nhắc lại cái giá bán nha, 1 tỷ 230 triệu. Cô chú anh chị và các bạn muốn mua thì alo trực tiếp cho em Tiên, chủ đất. Số điện thoại là 0944 345 857, 0944 345 857, 0944 345 857. Gặp em Tiên, chủ đất nha, không có qua trung gian. Tấn quay những video như thế này là quay chính chủ, không có qua môi giới, không qua trung gian. Nên cô chú anh chị bạn liên hệ mua đất á, là không tốn tiền qua hồng hay là tiền cò nha. Bây giờ Tấn sẽ quay thêm những cái tiện ích gần với lại vị trí miếng đất em Tiên kêu bán cho cô chú anh chị coi nha. Bên phải chính là công ty Tani Food, công ty về trái cây sấy khô. Quy mô của công ty này cũng rất là lớn nha cô chú anh chị. Và đây chính là đường quốc lộ 22B. Cái hướng này cũng là cái hướng từ thành phố Hồ Chí Minh, Trảng Bàng, Gò Dầu đi về Tây Ninh nè cô chú anh chị. Thì từ công ty Tani Food này chạy tới miếng đất đang cần bán là khoảng 2,5 cây nha. Đối diện với Tani Food là trường trung học phổ thông Ngô Gia Tự. Trường cấp 3 Ngô Gia Tự cách miếng đất cũng 2,5 cây luôn. Nếu cô chú anh chị bạn từ Sài Gòn đi lên á là sẽ đi ngang chỗ này ha. Cái ngã ba chính xác là cái ngã tư. Ngã tư ngay trước mặt. Thì nếu chúng ta quẹo phải 9 cây số là sẽ ra đường tỉnh lộ 784, ra xí nghiệp Kensport. Đi khu công nghiệp Chà Là đâu đó và đi qua tỉnh Bình Dương là quẹo phải. Chỗ này có bách hóa xanh nè cô chú anh chị. Nhà thuốc Long Châu nè. Rồi bây giờ chúng ta sẽ đi ngang qua chợ Thạnh Đức, hay còn gọi là chợ Trà Giỏ. Tức là cái chợ này ở ấp Trà Giỏ, xã Thạnh Đức, huyện Gò Dầu, Tây Ninh. Còn cái chợ mà gần miếng đất đang cần bán là chợ Bông Trang, là ở ấp Bông Trang, xã Thạnh Đức. Bây giờ chúng ta tiếp tục chạy thẳng lên, đi ngang qua ủy ban xã luôn nha cô chú anh chị. Đường quốc lộ này rộng rãi nè, xe cộ qua lại cũng rất là nhiều luôn. Nhà cửa dân cư khu vực này rất là đông ha. Thì cái vị trí Google Maps mình sẽ ghim cái đường link và để trong phần mô tả. Xe quá chừng xe luôn. Ngay cái khúc này là có 2 cây xăng nha. Rồi ngã tư đèn xanh đèn đỏ ở phía trước ủy ban xã nè cô chú anh chị. Ủy ban xã là bên tay trái. Công an, trạm y tế là ngay khúc này luôn ha. Thì qua ủy ban xã là có cái trường mẫu giáo bên phía tay trái luôn. Rồi bây giờ chúng ta vẫn tiếp tục chạy thẳng. Thì chúng ta đi cái hướng này tới nè cô chú anh chị, thì chợ Bông Trang là bên tay phải. Còn cái đường vô đất là bên tay trái, đối diện chợ. Gò Dầu này cũng sắp lên thị xã rồi nha cô chú anh chị. Gò Dầu thì có khu công nghiệp Phước Đông rất là lớn á. Và sắp tới là sẽ có khu công nghiệp Hiệp Thạnh á. Khu công nghiệp Hiệp Thạnh là cách chỗ này chừng cỡ 5 cây số thôi. Rồi bây giờ mình tới khu vực chợ Bông Trang nha. Chợ là bên tay phải. Đó, hướng từ thành phố Hồ Chí Minh, Trảng Bàng, Gò Dầu lên là chợ bên tay phải. Còn đường vô đất là bên tay trái. Ngay chỗ này là không bị vướng con lươn, đi ra đi vô, qua lại đường rất là tiện. Cặp bên hông của căn nhà lầu nè là đường số 6. Đó, đi vô có 20 mét là tới miếng đất bên tay phải. Đối diện chợ Bông Trang, vị trí rất là dễ biết luôn. Đây, chạy xích tới kể chừng 200 mét thôi là có cây xăng. Đó, khúc này có mấy cây xăng luôn, ở đây là không sợ hết xăng ha. Đây, cây xăng bên trái nè. Và đi thẳng cái hướng này lên
lên kỹ chừng 2 cây số nữa là tới địa phận xã Cẩm Giang rồi, và đi thẳng lên là hướng lên chợ Long Hoa, thành phố Tây Ninh nha anh chị.